Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Giao Tập 135 của tác giả Dinh Tiểu Dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực Qua dòng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 887 Trong Tài Thắng Lý Dịch nhẹ nhàng chọt chọt mặt mềm của Tiểu Gia Quả nói Cần gọi nương không phải thêm một chữ tiểu đâu Tiểu nương Thằng nhóc Nói hai chữ này thật là không rõ ràng lắm, hàm hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt. Hai tử mới có 6 tháng tuổi thôi, xem như là thiên phú dị bẩm hoặc sớm tiến hành dẫn đạo, cũng chỉ có thể thốt ra nhiều thêm mấy chữ như học dẹt gọi theo, chả biết cái gì hết. Lý Dịch nghĩ, có thể ngày thường trừ như nghi ra, chắc cũng chỉ có tiểu nhà hoàng với hắn chơi với nó nhất. Nghe nhiều, miễn cưỡng nói ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ lộn xộn. Bất quá cứ như vậy, hắn và Như Nghi đến cùng người nào thắng. Tỉ Mỹ mà nói tiểu nương cũng là nương, vẫn là Như Nghi thắng nhỏ một bậc rồi. Sau khi từ bên ngoài về đến nhà, Ngạo Kiều đã qua tới, nàng lanh lợi đi ra từ trong viện hỏi. Tiên sinh, ngươi cùng với Như Nghi tỷ tỷ đi nơi nào vậy? Tiểu gia quả trong ngực của Như Nghi dương tay mơ hồ không rõ nói. Tiểu nương, lý dịch nghĩ đến lúc trước định ra đánh cược cùng Như Nghi, Ngạo Kiều làm trọng tài, cho nên kết quả cuối cùng vẫn cần nàng đến tuyên bố. Con mắt của Ngạo Kiều đi lên quanh nói, Thế nhưng Tiểu Đoàn Nhi gọi không phải là phụ thân, cũng không phải là nương, tiên sinh và Như Nghi tỷ tỷ đều không có thắng. Lý Dịch xoa bóp mặt của nàng hỏi, Chúng ta đều không thắng, vậy ai thắng? Nếu như hai người đều không thắng, đương nhiên trọng tài thắng ngạo kiều lộ cái vẻ mặt thành thật nói cho nên tiên sinh ngươi phải đáp ứng ta một việc chuyện gì lời của lý dịch vừa ra khỏi miệng mới phát giác được có gì không đúng nào có trọng tài tự mình tham gia thi đấu đâu có điều ngạo kiều không có cho hắn cơ hội đổ giọng hì hì cười nói cái này nha ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết giống như sợ lý dịch đổi ý nói xong nhanh chóng chạy đi như Nghi nhìn hắn cười cười nói, tướng công đã không bại, ước định giữa thiếp thân và tướng công. Lý dịch khoát tay, hiên ngang lẫm liệt nói, tiểu nương cũng là nương, cho nên vẫn là nương tử thắng. Lại nói, trưởng công chúa đang cải trang trên đường đi, nhìn kinh đô ngay ngắn trật tự, Lý dịch quay đầu lại hỏi, thân thể của bệ hạ hai ngày nay thế nào rồi? Lý Minh Châu lắc đầu, đỡ hơn vài ngày trước một ít, nhưng mà phần lớn thời gian vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi thôi đề tài này Lý Dịch đã không biết nên nói tiếp như thế nào thân thể của lão hoàng đế càng ngày càng tệ xem như Lý Dịch có một tủ thư viện đủ tri thức trong đầu cũng bó tay không có cách mấy cổ xe ngựa từ phía trước chậm rãi đi tới Lý Dịch và nàng lùi qua một bên một chút mấy cổ xe ngựa đang chậm chậm đi xa lẩm bẩm xe ngựa này nhìn có một chút quen thuộc nha lý minh châu quay đầu lại nhìn một chút thản nhiên nói sứ thần tề quốc lý dịch kinh ngạc hả tại sao mà tề quốc phái sứ thần tới trong ấn tượng của hắn từ lần trước tam hoàng tử tề quốc náo tại kinh đô một trận sứ thần của tề quốc cũng theo đó về nước về sau ma sát giữa hai quốc gia tăng lên cho tới bây giờ biên cảnh còn đang phân tranh tề quốc lúc này phái sứ thần tới để mà làm gì nghị hòa Lý Minh Châu nhìn qua đám người hối hạ phía trước nói, Hoàng đế tề quốc bình nặng, sợ rằng không còn bao nhiêu thời gian, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh giành hoàng dị đánh nhau túi bụi, ở trong triều chia thành hai phái, thế lực ngang nhau. Lần này sứ thần tề quốc đến kinh là thay đại hoàng tử đến nghị hòa cùng với chúng ta. Đại hoàng tử là thái tử của tề quốc, cho dù tề quốc không có coi trọng trưởng tử như là các quốc gia khác, nhưng mà đại hoàng tử dù sao đã nhập chủ đồng cung là thái tử trên danh nghĩa trong triều không thiếu người chống đỡ thế mà cần chúng ta trợ giúp sao thời khắc di diệu cỡ này đại hoàng tử phái người đi cầu hòa tự nhiên không chỉ là cầu hòa sợ rằng còn muốn mượn chút lực lượng của cảnh quốc để mà đối phó tam hoàng tử đương đương là thái tử thế mà lại trở thành cái dạng này coi như rất bi thảm lý minh châu liếc hắn một cái tình hình thực tế quả thật là như thế này. Tuy là tam hoàng tử Tề Quốc có hiền danh, nhưng mà đến cùng chỉ là tam hoàng tử danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng mà vì vị thái tử Tề Quốc kia trước đây không lâu quấy Tề Quốc rối loạn, kêu ca nổi lên bốn phía, lòng người rung động, trong triều không có ít người rất thất vọng đối với hắn, ngược lại chống đỡ cho tam hoàng tử mới tạo thành một cục diện thế lực hai người ngang nhau như bây giờ. Giống như có chuyện như vậy Lý Dịch gật gật đầu, quân thần nói thế nào? Lý Minh Châu lắc đầu, bọn họ chỉ có lộ ra một ý tứ nghị hòa, còn không có chính thức nói ra yêu cầu. Thân thể phụ hoàng thì không tốt, mấy ngày nay không có triệu gặp bọn họ, sợ rằng phải chờ đến khi mà phụ hoàng giao triều lần tiếp theo rồi mới tính. Chuyện nghị hòa, Lý Dịch không có ý kiến, nhưng mà từ trong chuyện này cảm nhận được biến quá 1-2 năm gần đây của cảnh quốc còn nhớ được năm đó, thời điểm hắn lần đầu đến Kinh Đô, sứ thần của tề Quốc điều khiển xe ngựa còn dám mạnh mẽ đi tới con đường phố xá sầm quốc nhất Kinh Đô. Hai năm ngắn ngủ thôi, đã không còn cái bộ dáng hung hăng càng quấy như trước, còn muốn thu liễm nhiều hơn so với một ít quyền quý Kinh Đô. Bất quá lúc trước rời khỏi Tề Quốc, cũng không có nghe nói hoàng đế Tề Quốc có chuyện gì. Thật chẳng lẽ ứng với câu huynh hoạt thủ tâm kia? Chỉ là huynh hoạt đang không phải là chỉ lão hoàng đế mà chính là cái vị kia của tề quốc hắn còn chưa có nhàn đến mức phải quan tâm đến sự việc của tề quốc cũng không có hỏi nhiều công chúa điện hạ lần này di phục xuất thần quan sát khó khăn trong dân gian thuận tiện đi vào nhà hắn ăn chực bữa cơm thôi luận bàn cùng với liễu nhị tiểu thư một chút mấy lần tỷ thí gần đây liễu nhị tiểu thư điều hơn một chút nàng càng ngày thường là bề bộ nhiều chính sự tự nhiên không có khả năng ngày ngày luyện võ công giống như liễu nhị tiểu thư thỉnh thoảng còn luận bàn hai chiêu cùng với mình có lẽ vì thế có một vài cảm ngộ có thể tiến cảnh nhanh chóng đây đương nhiên cứ như vậy trưởng công chúa thua cái dáng người lại còn thua thân thủ tuy so sánh cùng trước đó trên lệch hai người đã co là nhỏ rất nhiều nhưng mà canh uống nhiều tác dụng tự nhiên cũng nhỏ đi rất nhiều Trước mặt của Liễu Nhị Tiểu Thư, nàng đời này rất khó ứng ngược lên. Lý Minh Châu tiện tài chỉ chỉ phía trước. Ở phía trước là huyện nha của Kinh Đô, giao xe một chút đi. Lý Dịch gật gật đầu, khá lâu rồi không có thấy lưu huyện lệnh, cũng không biết cái tên kia có vượt qua được cái lằn ranh trong lòng của mình hay chưa nữa. Hai người, các người có quan tình gì không nên gấp gáp từ từ mà nói kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu ngồi ở trên đường vỗ nhẹ kinh đường mọc, chỉ về phía hai người phía dưới nói. Ở phía dưới có một lão giả trả lời. Bẩm đại nhân, sáng sớm qua tiểu nữ đi bờ sông giặt áo, đến nay vẫn chưa về. Lưu Đại Hữu nghe vậy, nhíu mày, nhìn lấy một người khác hỏi. Còn ngươi, vì sao mà báo án? Hãng tử lộ vẻ mặt buồn rầu, mở miệng. Đại nhân nương tử của Thảo Dân ba ngày trước về nhà ngoại thăm giếng, một mực chưa có trở về. Sáng sớm hôm nay, Thảo Dân đi nhà nhạc phụ hỏi thăm, thì bọn họ nói không có gặp qua nàng. Đại nhân nhất định làm chủ cho Thảo Dân. Lại mất tích hai người. Lưu Đại Hữu nhíu mày càng sâu. Một tháng qua đã có hơn 10 nữ tử mất tích kỳ lạ. Hắn đang muốn mở miệng hỏi tỉ mỉ một chút. ánh mắt nhếch lên, thân thể chấn động mạnh một cái bước nhanh ra ngoài không người chào hạ quan gặp qua công chúa điền hạ gặp qua lý đại nhân nói về tần tướng sau khi đi ra cửa đối mặt với một người trẻ tuổi nho nhã sau khi trở về nhớ chuyển lời của lão phu cho thái phó nói rằng qua hai ngày nữa lão phu sẽ đến cửa bái phỏng lão nhân gia người giảng bối nhất định truyền lời lại trữ bình không người nói tần tướng dạy bảo giảng bối khắc trong tâm khảm hôm nay trước hết cáo từ tần tướng gật đầu tần dư đưa tiễn trữ bình đi tần dư tiến lên trước đưa tay nói trữ huynh mời trữ bình liếc hắn một cái cười nói phiền phức tần huynh rồi trữ bình đi đầu tần dư theo phía sau lưng cước bộ rất chậm bởi vì người trẻ tuổi phía trước tựa hồ đi đứng có một chút không tiện bước đi một sâu một cạn tốc độ cực chậm. Tần tướng nhìn hai người rời đi hơi hơi lắc đầu. Hai người có cùng độ tuổi, một người cả ngày bái phỏng đại nho cùng với các học giả nguyên bác trong kinh đô, ham học hỏi, một người khác hoàng khố kinh đô ai gặp cũng ghét. Trong hoa viên, đại hán liếc mắt nhìn ra phía ngoài một cái hỏi, người này là ai vậy? Mấy tháng này cách mấy ngày thì tới nhà. Truyền nhân của trữ thái phó câu học như khác quả nhiên không có giống với những hoàng hố đó ánh mắt của nam tử trung niên nhìn qua phương hướng người trẻ tuổi biến mất chậm rãi nói đại hán gật gật đầu dốc người vẫn được đáng tiếc đi đứng có một chút không quá linh hoạt ánh mắt của trung niên nam tử vẫn như cũ nhìn qua hướng kia khá lâu thu hồi tầm mắt nhìn đại hán nói người đi theo bên cạnh ta cũng đã được hai năm rồi đại hán gãy đầu một cái nói À, quên mất hình như là vậy đó hai năm cũng không phải là ngắn trung niên nam tử cảm thán một câu đứng lên nhìn hắn nói có việc quan trọng muốn giao cho người làm trên mặt của đại hán lộ ra nghi hoặc chuyện gì trung niên nam tử dễ vậy tay đại hán kéo lỗ tai lại gần ngũ gia yên tâm cái việc như thế này giao cho ta không có vấn đề sau một lát trên mặt của đại hán lộ vẻ hưng phấn vỗ ngực một cái nhanh chóng rời đi trung niên nam tử nhìn bóng lưng quán rời đi hồi lâu sau một lần nữa ngồi xuống nhấp một ngụm trà lẩm bẩm đã hai năm rồi chương tám trăm tám mươi tám án kiện mất tích trong huyện nhà lý minh châu nhíu mày hỏi trong một tháng phụ cận kinh đô có hơn mười án kiện phụ nhân nữ tử mất tích sao lưu đại hữu gật đầu từ hơn một tháng trước, từ lần thứ nhất nhận được báo án tăng thêm hai vụ ngày hôm nay đã có 13 vụ. Trị An Kinh Đô từ trước đến nay tốt đẹp, trong dân gian có vô số võ lâm hào hiệp hành hiệp trượng nghĩa, rất ít xảy ra trọng án. Trước đó có mấy án kiện nữ tử mất tích, trong lòng quán cũng không quá mức để ý. Nhưng bây giờ, sau khi mà kiểm tra lại một chút, phát hiện lên đến 13 án kiện hắn chỉ là một kinh thành lệnh nho nhỏ cho nên che không được lừa bán phụ nữ và trẻ em mặc dù triều đình nhiều lần cấm nhưng mà kinh đô dưới chân thiên tử cũng có người dám cả gan làm loạn lý minh châu nhìn hai người phía dưới đang lộ vẻ mặt đầy buồn rầu quay đầu lại nói có tra được đầu mối gì hay không lưu đại hữu lắc đầu phải rất nhiều người điều tra cẩn thận nhiều chỗ rồi thậm chí để cho bọn bộ khoái ngồi chờ trong đêm nhưng tạc nhân này vô cùng cẩn thận, không có gây án cùng một nơi. Đến bây giờ không có thu hoạch được gì. Lưu Nhất Thủ nói thế nào? Lý Dịch ngẫm lại nhìn hắn hỏi. Vụ án đệ trình hình bộ chưa? Lưu Đại Hữu một lần nữa lắc đầu. Lưu Thị Lan bê bộn công vụ, trên tay còn có mấy đại án. Hạ quan nghĩ nếu như mà không quá quan trọng thì vẫn không nên thêm phiền phức cho hắn. Lý Dịch chỉ chỉ tay nói đi lấy những cái hồ sơ vụ án này tới đây đi. Lưu Đại Hữu nghe vậy trong lòng vui vẻ, năng lực của Lý Đại Nhân khi hắn còn ở Khánh An Phủ đã từng thấy qua rồi. Thấy sư gia bên cạnh cũng còn sững sờ đứng đó, đá hắn một chân vội nói. Sao mà còn không mau đi lấy những cái hồ sơ đó đi? Sau đó nhìn Lý Dịch và trưởng công chúa nói. Điện hạ Lý Đại Nhân mời dời bước đến hậu đường. Hậu đường quyện nhà lý minh châu thấy lý dịch là qua lại hồ sơ nhưng mà vẫn chưa có nói điều gì nhịn không được hỏi có nhìn ra cái gì không không nên gấp cô cho rằng ta là bao công tái thế sao lý dịch lật hồ sơ ra quay đầu nói lưu đại nhân phiền phức cầm một bản đồ phụ cận kinh đô tới đây lưu quyện lệnh làm việc rất nhanh gọn không có nhiều vấn đề như là trưởng công chúa không có hai lời rất nhanh sai người cầm tới tấm bản đồ chi tiết 13 tháng 2, Dương Thôn. Lý Dịch quay đầu nhìn Lưu Quyền Lệnh hỏi, Dương Thôn ở đâu? Lưu Quyền Lệnh tiện tay chỉ một chỗ, Lý Dịch nâng bút vẽ xuống một dòng ở vị trí này. Lý Dịch lật một quyển khác ra, 16 tháng 2, Ngụy Thôn. Lưu Quyền Lệnh chỉ một ngón tay, ở đây. Giờ phút này, hắn dĩ nhiên minh bạch ý tứ của Lý Dịch. Cho dù không biết hắn muốn làm gì vẫn chủ động đánh dấu những cái vị trí nữ tử mất tích trong hồ sơ đó ra. Nhìn Lý Dịch bắt đầu dùng cái đường cong nối liền những dòng tròn nhỏ đã đánh dấu lại với nhau trên bản đồ xuất hiện một cái lưới lớn nhìn thấy cái dùng có những đường cong dày đặc nhất. Nếu như Lưu quyện Lệnh vẫn không rõ hắn đang làm cái gì cũng không thể ngồi trên cái ghế kinh thành lệnh nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kính nể lập tức khom người Đà tạ Lý Đại Nhân đã chỉ điểm. Lý Dịch để bút xuống khoát tay, chỉ vòng tròn lớn được vẽ ra sau cùng. Trọng điểm phái người trong bóng tối thăm dò chỗ này. Chú ý đừng để cho người phát hiện đã thảo kinh xạ. Nếu tra được cái gì không nên tùy tiện hành động. Những người này nhiều lần gây án đều không có bị người phát hiện. Cũng không thể là người bình thường rồi. Đến lúc đó mật điệp tư phối hợp với các người đã gặp được chuyện này chỉ là thuận tay mà làm, hắn có thể làm chỉ có như vậy thôi. Đi ra khỏi quyện nhà, trưởng công chúa lắc đầu. Dưới chân thiên tử vẫn còn có một người lớn mật, nếu xa rời kinh đô còn không biết loạn thành cái bộ gián gì. Chỗ nào có người thì có tội ác, thiên hạ rộng lớn, loại người nào cũng có, tuy là mặt ngoài vẻ yên bình. Nhưng mà sâu bên trong xảy ra cái chuyện gì không ai biết hết được. Lý dịch quay đầu nhìn nàng cô nương còn phải cố gắng nhiều biểu hiện trên mặt của lý minh châu không có biến quá gì khi mà đưa nàng đến cửa cung bỗng nhiên nói không nên quên cái ngày kia là ngày gì ngày kia là ngày gì trong lòng lý dịch hồi hộp một chút hắn đã từng trải qua cái việc này rồi lần nữa nghe được lời thoại giống như vậy trong lòng vẫn tránh không được có một chút phát run lần trước liễu nhị tiểu thư nói cho hắn biết không nên quên 7 ngày sau là ngày gì. Hắn đã dắt hết óc cũng không nhớ ra, không phải là sinh nhật của nàng, cũng không phải là sinh nhật của tiểu hoàng, càng không phải kỷ niệm 3 năm ngày kinh hồn bạc vía khi mà bọn họ quen biết. Lấy chiếc lược quanh co, lòng dòng từ tiểu hoàng, nói bóng nói gió mới biết được, 7 ngày sau đó chính là sinh nhật của hắn. Đối với chuyện này, hắn luôn rất phiền muộn, Tại sao mà trên thế giới này có thể có loại vấn đề kỳ quái vậy chứ? hắn thử thăm dò là kỷ niệm hai năm bảy tháng lẻ mấy ngày chúng ta quen biết thấy biểu hiện trở nên nghi hoặc trên mặt của nàng lập tức sửa lời không phải vậy không phải không phải là sinh nhật của cô sinh nhật của cô không phải thời gian này nàng nhíu mày trong đầu của lý dịch một tia sáng hiện lên giật mình nói à ta nhớ ra rồi ngày kia ngày kia là ngày đầu kinh nguyệt của cô nhớ kỹ uống nhiều nước một chút nghỉ ngơi nhiều, không có được làm việc mệt. Cái chuyện triều chính trước hết thả lỏng một chút, giao cho người khác phía dưới đi làm đi. Lý Minh Châu nhìn hắn, biểu lộ bình tĩnh nói. Ngày kia là mùng 1. Lý Dịch ngẫm lại xác định, tháng trước cũng là mùng 1 mà. Lý Minh Châu từ tổn nói, mùng 1 phải vào triều sớm. Phụ Hoàng cố ý nói, mỗi tháng tạo triều một lần, ngươi dậy sớm một canh giờ, không có chết được. À, Lý Dịch mới nhớ ra mấy tháng nay nếu như lão hoàng đế không phải là thật sự bệnh không xuống giường được mùng một mỗi tháng vẫn sẽ đích thân thượng triều một lần à mùng một thượng triều ta biết rồi lý dịch gật đầu lúc quay người đi về quay lại nói nhưng mà vào triều thì vào cô nhớ phải nghỉ ngơi nhiều đó lại nói tần gia bên trong một căn phòng đại hán một mặt ái nãy nói mũ gia thật xin lỗi, cái chuyện kia ta xử lý không được rồi. Nam tử trung niên ngước mắt nhìn hắn hỏi, là sao? Đại hán thở dài, bất đắc dĩ nói, vị cô nương kia bị nha môn bắt đi, người của nha môn ta không có dám cản. Nam tử trung niên đứng lên chậm rãi hỏi, nha môn nào? Kinh triệu phủ nha đó. Đại hán có một chút giận dữ nói, người kinh triệu phủ nha cũng rất quá phận rồi. Đoạn thời gian trước Mũi mũi cô nương kia chết Đi nhà môn cáo trạng Bị tóm vào nhốt 2 tháng Lúc này mới vừa phóng xuất Có hai canh giờ Lại bị bắt trở về Nói nàng trộm đồ của phủ doãn đại nhân Cái này không phải là vô nghĩa Ngũ gia thật xin lỗi Ta không thể bảo vệ tốt cho nàng Trộm đồ của phủ doãn đại nhân Lại bị bắt đi vào Nam tử trung niên Thi thào một câu Sau đó chậm rãi ngồi xuống Thật lâu sau mới khoát tay Không có việc gì, gì cái này không trách ngươi được. Đại hán hiếu kỳ hỏi, ngũ gia, ngươi nói ta bảo vệ cô nương đó, rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên thở dài, nàng là một người đáng thương. Đại hán gật đầu liên tục, thật đáng thương, những cái người làm quan kia, làm sao lại không có một chút đồng tình chứ? Nam tử trung niên tùy ý phát tài, được rồi, ngươi xuống trước đi đại hán ứng một tiếng lùi tới cửa đóng cửa phòng nam tử trung niên cúi đầu xuống hồi lâu sau trên mặt hiện ra một vẻ tươi cười lẩm bẩm tàn sĩ xuân chương tám trăm tám mươi chín nghị hòa cầu thần cảnh quốc tảo triều hôm nay đã thành một hình thức duy trì triều đình vận chuyển có tam tỉnh lục bộ thực ra cũng không cần để dương một số quyết sách trọng đại người phía dưới không cách nào quyết định còn có trưởng công chúa thẩm định. Có việc trưởng công chúa không thể quyết định mới cần hỏi ý tứ của lão hoàng đế. Mùng một mỗi tháng tạo triều, nếu như không có chuyện trọng yếu, lão hoàng đế cũng chỉ lộ diện ngắn ngủi thôi. Công chúa Điện Hạ, phụ chính ngồi trên ghế trái ở dưới lão hoàng đế một chút, lấy địa vị hiện tại, vị trí của Lý Dịch đứng bây giờ trên triều đã không còn là một cây cột yêu thương lúc trước. Vị trí hiện tại chỉ ở sau hai vị tể tướng đặt song song cùng lục bộ thượng thư nghe quan viên ở trong triều báo cáo công tác có một chút buồn ngủ bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh lanh lảnh của thái giám tuyên sứ thần tề quốc ý kiến sứ thần tề quốc những ngày này rất thành thật tại kinh đô trung thực không có giống sứ thần tề quốc bất quá nghe tin đồn rằng bọn họ lần này đi cầu hòa biểu hiện thành thật rất là bình thường một hàng năm người sứ thần tề quốc rảo bước tiến lên đại điện sau khi mà đứng vững trước khom người sao cao giọng nói tham kiến hoàng đế bệ hạ thái độ sứ thần tề quốc đoàn chính biểu lộ khiêm nhường cung kính để trong lòng của triều thần cảnh quốc sảng khoái tề quốc thế lớn những năm qua dù điều động sứ thần thái độ ngay trước quân thần của cảnh quốc đều kiêu căng đến cực điểm bộ dáng không coi ai ra gì nếu mà so với thái độ hiện tại quả thật khác nhau một trời một vực trong lòng của bọn họ hết sức rõ ràng nguyên nhân tạo thành hết thảy tề quốc triệu quốc nhiều lần xâm lấn biên giới nhiều lần đã bị tướng sĩ tiền phương của cảnh quốc đánh bại triệu quốc ném mấy tòa thành trì ra ngoài mới an bình yên lặng lui binh phải sứ thần thương lượng để mà chuộc về mấy tòa thành trì kia hiện còn bị bơ tại hồng lưu tự mấy cái vị sứ thần tệ quốc á, nói chuyện đi thẳng vào vấn đề sau khi mà nói vài lời theo nghi thức trực tiếp tiến vào chính đề đại ý là cảnh quốc cùng với tề quốc là lân bang cả ngày hết đánh rồi đánh điều này khiến cho bao nhiêu người chết lãng phí bao nhiêu là tiền nói cho cùng chịu khổ đều là bác tính thật sự không nên cho bằng từ nay về sau hai nước bắt tay giảng hòa tôn trọng chủ quyền cùng lãnh thổ của nhau không xâm phạm lẫn nhau không can thiệp chuyện nội chính của nhau, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hòa bình. Lời vừa nói ra, không chỉ có cảnh đế đứng lên từ trên Long ỷ trong triều đình xôn xao không ngừng. Hiểm họa ngoại xâm lớn nhất của cảnh quốc chính là tề quốc. Hai nước tranh đấu mấy chục năm, cảnh quốc yếu thế dài chục năm nay mấy lần cầu hòa. Vì thế trả giá không nhỏ, lần này tề quốc chủ động cầu hòa. Chuyện này thật sự lần đầu gặp được làm thân tử của cảnh quốc trong lòng bọn họ tràn đầy cảm giác thoải mái cùng với tự hào bây giờ cảnh quốc đã trưởng thành đến cấp độ cả tề quốc không có dám tùy tiện khinh thường không đợi quân thần cảnh quốc trình bày đầu lĩnh của sứ thần con người tiến lên cao giọng nói di đại biểu thành ý chúng ta đặc biệt thay thái tử điện hạ tề quốc cầu thân đến hoàng đế bệ hạ xin cưới trưởng công chúa của quý quốc cũng cho ra hứa hẹn sau khi mà Thái tử Điện Hạ lên ngôi sẽ lập tức sắc phong công chúa Điện Hạ làm quý phi. Lời vừa nói ra, triều đình lúc đầu còn hơi ồn ào, lập tức trở nên an tĩnh. Có người kinh ngạc, mi đầu nhăn lại. Có người đầu tiên là sững sợ, sau đó trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Lý dịch nhìn sứ thần đang cầm cái quốc thư tề quốc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên một chút. Lão hoàng đế nhăn mày mặt công chúa điện hạ không biểu tình thu tầm mắt lại sắc mặt không có bao nhiêu biến quá. ngay sau đó liền có một người đứng ra nói thẳng bệ hạ nghị hòa có thể thái tử tề quốc muốn cưới trưởng công chúa tuyệt đối không thể thần tán thành thần cũng tán thành lời của thành tướng vừa ra có không ít người trong triều đứng ra tề quốc chủ động nghị hòa điều này tự nhiên là một việc mười phần tăng thể diện truyền đi có thể truyền ra quốc quy. Nhưng mà Thái tử Tề Quốc muốn cưới trưởng công chúa chính là nói chuyện diễn dòng. Tầm quan trọng của công chúa Điện Hạ đối với cảnh quốc không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói nàng mặc dù có thân phận công chúa, nhưng mà nói đến chính sự là một vị quân dương, hơn nữa còn là một vị minh quân trăm năm khó gặp. Không nói đến việc không có công chúa Điện Hạ, triều đình cảnh quốc sẽ trở thành cái tình trạng gì? Trắng tay tặng một vị minh quân cho tề quốc, người bình thường không làm được sự việc này. Còn về cái chuyện nghị hòa, tề quốc muốn nghị hay không mặc kệ, dù sao là bọn họ không có đánh lại tướng sĩ của cảnh quốc có thiên phạt. Nói chung một câu, hòa có thể không nghị, không thể gả công chúa. Thôi thanh minh, nhìn qua lão nhân đang đứng ra nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh nhưng mà nắm tay áo đã siết chặt lại. Hắn quay đầu nhìn, liền có một tên quan viên đứng ra mở miệng bệ hạ, hai nước giao chiến sẽ có bao nhiêu sinh linh đồ tháng, lại phải hy sinh bao nhiêu là tướng sĩ anh dũng của cảnh quốc ta. Bây giờ tệ quốc đưa ra nghị hòa, chính là sự việc có phúc cho dạng dân, mong bệ hạ nghĩ lại. Sau khi quan viên này mở miệng, có không ít người đứng ra phụ họa hai phe đều cố chấp ý kiến của mình, tranh luận không nghĩ. Cảnh đế buông xuống quốc thư, đưa tay ra hiệu cho phía dưới, triều đình lập tức khôi phục tỉnh mịch, nghĩ hòa có thể chuyện cầu thân đừng nhắc lại lão nhàn nhạt nói một câu cho ra thái độ tuyệt đối tề quốc của sứ thần ngẩng đầu nói nghị hòa chính là việc mà hai nước đều có lợi tề quốc ta đã cho ra đầy đủ thành ý quỷ quốc cũng cần phải rút ra thành ý lời vừa nói ra ánh mắt quần thần trong điện nhìn qua sứ thần tề quốc bắt đầu trở nên bất thiện sứ thần tề quốc nói bóng gió nếu mà cảnh quốc không gả trưởng công chúa, không cho đầy đủ thành ý, chuyện nghị hòa không cần bàn lại. Bệ hạ, việc này có lợi cho dạng dân, con mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, chớ của để sinh linh đồ tháng. Bệ hạ, suy nghĩ cho bách tính cảnh quốc, cho tướng sĩ nơi tiền phương. Sau khi có vài người đứng ra, cảnh đế cao mày, Ánh mắt hướng về chỗ phía dưới điện. Lý dịch hợp thời đứng ra, nhìn những người kia hỏi, tiếp nhận Tây Quốc Nghị Hòa, gã trưởng công chúa đi chính là cứu vãn ngàn dạng bách tính, làm sinh linh thoát khỏi đồ tháng. Mọi người cầm đầu, hư lạnh một tiếng, nếu có thể miễn đi chiến tranh giữa hai quốc gia, có gì mà không thể? Như vậy đến cùng có miễn không? Lý Dịch nhìn hắn, nhìn về phía mọi người bên cạnh hắn hỏi một lần nữa. Cảnh quốc và Tây quốc đã từng nghị hòa nhiều lần, thật sự làm được như vị đại nhân này nói không? Cái này hoàng viên kia nhất thời á khẩu không có trả lời được. Nếu như nghị hòa thật là hữu dụng, như vậy nghị hòa một lần đã đủ. Sứ thần tề quốc không cần phải xuất hiện ở đây. Lý dịch nhìn xem quần thần trong điện mở miệng. Tề quốc lòng lan dạ sói, mọi người đều biết. Dứt bỏ minh ước không chỉ một lần, còn danh dự gì mà đưa ra đề xuất. Huống chi, long thể bệ hạ không khỏe, trưởng công chúa phụ chính giúp nước, đang trong thời khắc mấu chốt, giờ lại phải lấy chồng ở tề quốc xa xôi lui thêm một bước nữa thái tử tề quốc mất hết dân tâm trong nước hoàng dị còn chưa nhất định ngồi lên dựa vào cái gì mà đưa ra hứa hẹn đúng đúng vậy tiếc là tướng quân cười lớn đi ra thành ý các ngươi muốn nói cái gì thành ý có điên không vậy có buông thiên phạt không vậy lại có một lão tướng đi ra cười to kẻ xâm lược là tề quốc các ngươi còn nói cái gì nghị hòa muốn lui binh tranh thủ thời gian lui, muốn đánh, tướng sĩ cảnh quốc của ta sợ các ngươi sao? Trầm tướng đứng ra gật đầu, bệ hạ, lão thần cảm thấy Lý Đại Phu nói có lý. Binh bộ thượng thư nghiêm bỉnh tiến lên hai bước, thần tán thành. Hộ bộ thượng thư tần quán đứng bên cạnh hắn, thần tán thành. Thượng thư tả thừa đóng văn dũng, giờ phút này đứng lên tán thành đều là trọng thần trong triều, ý kiến của hai vị tể tướng giống nhau, Trầm Gia, Dương Gia cũng đều đứng sau lưng của Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, ý kiến người khác không còn quan trọng. Thôi Thành Minh nhìn về một loạt bóng người đứng ở phía sau, hắn tài nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong da thịt, rất nhanh lại vô lực thả ra. Chuyện liên quan đến sứ thần của Tây Quốc Nghị Hòa, những lão đại trong triều cho ý kiến rất là thống nhất Hòa có thể nghĩ cưới công chúa không có khả năng, được thì nghĩ không được liền lăng. Tề quốc là tề quốc năm đó, cảnh quốc đã không phải là cảnh quốc nhỏ yếu năm đó nữa rồi. Lý Dịch ăn một miếng cơm chiên trứng nhìn trưởng công chúa nói. Nói như thế, sứ thần tề quốc á, nghị hòa là giả, muốn nhờ vào đó đạt được trợ giúp từ cảnh quốc, hỗ trợ cho đại hoàng tử leo lên đế vị mới là thật. Lý Minh Châu uống chén rượu, không có ăn cơm, tâm tình không thể nào cao hứng được, nhìn hắn nói. Chuyện hòa thân, trong lòng của ngươi đến cùng có ý nghĩ thế nào? Lý dịch ngẫm lại nói, hòa thân không hòa là khí tiết, hòa cũng là một loại thủ đoạn ngoại giao, còn dê đến cùng thấy như thế nào, không thể quơ đủ cả nắm. Đây là những lời mà người bình thường dùng để qua loa tắc trách với phụ hoàng. Lý Minh Châu lắc lắc chén rượu, ta muốn nghe lời trong lòng của ngươi. Lời trong lòng của ta, Lý Dịch bưng chén rượu lên, đụng với nàng một cái, không một chút do dự nói. Quảng hắn là người tề quốc hay là triệu quốc, ta đương nhiên không để cho cô gã đi đâu. Chương 890 còn đang chờ cái gì? Thái độ quân thần của cảnh quốc cự tuyệt rất là kiên quyết đối với việc sứ thần tề quốc cầu thân. Không một chút do dự cũng mang ý nghĩa không có đường sống lượng dòng. Trưởng công chúa không chỉ là trưởng công chúa, nàng còn biết cách chế tạo thiên phạt, bí mật, không thể để cho ngoại nhân biết được của cảnh quốc. Những cái bí mật này tuyệt đối không thể nào lưu lạc đến tệ quốc. Chớ nói chi triều cục bây giờ, toàn bộ đều nhờ công chúa Điền Hạ dưỡng dàng, không có trưởng công chúa, việc kiến thiết thư viện chắc chắn lâm vào đình trệ rồi. Phổ biến hôn chính cũng sẽ một lần nữa gặp trở ngại to lớn. Sứ thần của Tây Quốc không có nhắc lại sự việc nghị hòa, tảo triều tan rã trong không vui. Sau khi trở lại Hồng lưu Tự cũng không có dỗ dã rời đi, giống như vẫn còn ôm một chút hy vọng đối với chuyện này. Thôi Thành Minh làm người chủ sự đương nhiệm của Thôi Gia một khắc vừa đi ra cửa cung, sắc mặt đã triệt để âm trầm. Sứ thần của Tề Quốc lần này đến cầu hòa là muốn cưới trưởng công chúa đây là cơ hội chúng ta không thể bỏ lỡ tuyệt đối không để cho nó trôi qua như vậy thôi già được nghe cái việc này một người có một chút lo lắng đi tới luôn miệng nói lý dịch kẻ này đã có thành tựu thôi thanh minh nắm chặt nắm đấm trên bàn lẩm bẩm các người không có nhìn thấy một màn hôm nay ở trên triều chỉ dựa vào sức mạnh còn sót lại của thôi gia chúng ta trên triều đã không thể chống lại cùng với hắn rồi nhưng mà chúng ta người kia vừa mới mở miệng ngoài cửa đã có một người vội vàng đi vào thông báo có người trong cung đến nương nương bên kia đã phái nữ quan truyền lời thôi thanh minh đứng lên mọi người cùng nhau nhìn về phía nữ quan đang đi vào trong phòng nữ quan liếc nhìn bọn người của thôi thanh minh một chút trên mặt không có biểu lộ gì từ tổn nói nương nương để cho ta hỏi thôi đại nhân một chút các người còn đang chờ cái gì Thôi thanh minh nắm chặt quyền đầu Sau một lát mới gật đầu Nói cho nương nương rằng Bản quan biết nên làm như thế nào Lý đoan 6 tháng tuổi Đã rất là hiếu động Tuy còn không có biết đi Nhưng mà đã có thể tự xoay mình Có người lớn dịnh thì có thể làm ra động tác cất bước Lý dịch đã tính trước Tạo cho thằng nhóc Một chiếc xe dùng cho trẻ nhỏ tập bước đi Nhiều nhất qua 2 tháng Hắn có thể dùng được Lý Minh Châu phải gã tới tệ quốc sao trong lúc hắn đang vẽ sơ đồ phát thảo, Liễu Nhị Tiểu Thư bỗng nhiên đi tới, rất là kỳ lạ hỏi một câu. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, lại cúi đầu xuống thuận miệng hỏi. Nghe ai nói? Liễu Nhị Tiểu Thư đi tới nhìn một chút, đứng một bên nói. Bên ngoài đều đang nói. Lý Dịch lắc đầu. Yên tâm, người nào gã đến tệ quốc, nhưng mà nàng sẽ không gã, muốn gã cũng không được, triều đình không có người đáp ứng. Liễu nhị tiểu thư khoanh tay trước ngực lẩm bẩm. Công chúa 19 tuổi, sớm nên cưới chứ. Lý dịch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, mũi hình như còn lớn hơn nàng ta một tuổi mà. Liễu nhị tiểu thư quay người nhìn hắn gật đầu. Người không có nhớ lầm, cho nên người muốn nói cái gì? Ta nói, à không, trí nhớ của ta vẫn còn rất tốt. Lý dịch cúi đầu tiếp tục cái bản vẽ lẩm bẩm. Tốt, rất tốt. Vẽ xong bản vẽ, sau đó phải chế tác rèn luyện, làm ra thành phẩm, còn phải thí nghiệm rồi mới điều chỉnh. Có điều những cái thứ này giao cho nhóm thợ thủ công đi làm là được rồi. Nếu như không phải là liễu nhị tiểu thư nhắc nhở, lý dịch còn chưa có ý thức được. Nguyên lai nàng đã 19 tuổi, ngay cả tiểu hoàng cũng đã bước qua cánh cửa tuổi 17. Hiểu chuyện rất nhiều rồi, rất nhanh biến thành đại cô nương. Chỉ có Ngạo Kiều la lị thì vẫn như là lúc ban đầu mới gặp, giống như có một chút điều không có thay đổi. Vẫn hàm chơi trước sau như một, có thể chơi cùng với Lý Đoan 6 tháng tuổi, cũng giảm bớt cho hắn và Như Nghi rất nhiều phiền phức. Lý Dịch đi vào gian phòng, nhìn thấy tiểu gia quả ngửa mặt nằm trên giường. Ngạo Kiều la lị nằm sắp bên cạnh, nhảy mắt, hiếu kỳ nhìn qua cái gia quả nho nhỏ nào đó đang nằm trong quần yếm của thằng nhỏ, rốt cuộc tại thời khắc nào đó nhịn không được đưa tay giật nhẹ. Lưu quyện lệnh một tay chống đỡ cái cạm, trước mắt là hồ sơ thật dày, tâm tư của hắn không có bên trên hồ sơ, ánh mắt mê ly, mí mắt trên dưới đụng vào nhau, rất nhanh mở ra. Một tháng qua rồi, hơn 10 án kiện của nữ tử mất tích gây lên phía trên rất là coi trọng. Hơn 10 án kiện nữ tử mất tích đã làm cho phía trên rất là coi trọng, nghiêm lệnh hắn phải ra ngày phá án. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, tin tức những tạc nhân kia một chút cũng đều không có. Từ đêm qua cho đến bây giờ, hắn đã một ngày một đêm không chụp mắt rồi. Đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt rồi. Nhìn thấy một tên nha dịch mặt đầy kinh hỷ chạy từ bên ngoài vào. Lưu Nguyện Lệnh giật mình một cái, lập tức đứng lên hỏi. Có phải các cái vụ án kia có tiến triển hay không? Nha dịch lắc đầu nói. Không là công tử gia đã được quỷ nhiệm rồi. Công tử gia được hộ bộ thu nhận đó. Lưu quyền lệnh bất lực phật phất tài. Cái chuyện này quan viên hộ bộ sớm thông báo qua cho hắn rồi. Tiểu tử không nên thần kia tiến diện toán học. Quả thật được khai khiếu. Tốt nghiệp với thành tích xem như là ưu dị. Không để cho hắn mất mặt. Cái lần này đi hộ bộ ma luyện. Tiền đồ không cần hắn quan tâm. Hắn phất tài nói. Ta biết rồi, lưu xuống đi. Thật sự mệt mỏi muốn cái mạng luôn. Hắn nằm trên bàn, tính toán nghỉ ngơi một hồi, vừa mới nhắm mắt lại không lâu, âm thanh như tiếng sấm một lần nữa vang lên bên tai. Đại nhân có tin tức tốt. Lưu quyện Lệnh đập bàn, chẳng muốn mở mắt ra nói. Được, ta biết rồi, ngươi xuống đi, ta ngủ một chút. Gục xuống bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, mới có một chút tinh thần, cầm lấy hồ sơ, đang muốn nhìn tiếp, nhìn thấy cái tên nha dịch kia còn đứng ở phía dưới hỏi còn có chuyện sao đại nhân tiếp theo chúng ta phải làm gì lưu quyện lệnh cao mày cái gì mà tiếp theo vụ án của nữ tử mất tích bọn người của triệu bộ đầu đã phát hiện ra một số manh mối bảo ta trở về hỏi ý tứ của đại nhân phát hiện lúc nào lưu quyện lệnh bỗng nhiên đứng lên hỏi vì cái gì mà không nói cho ta sớm biết vậy bộ khoái kia sững sờ nói không phải là đại nhân nói ngài đã biết sao? Lưu huyện lệnh mấy ngày nay đang phiền não vì cái chuyện này, vụ án có tiến triển, thế mà không trước tiên nói cho hắn biết, dạng nhất ở trong khoảng thời gian này có biến cố gì thì toi rồi. Hắn cầm tức nhìn bộ khoái cắn răng nói, vào nói đi. Bộ khoái kia rung người một cái, lập tức báo cáo. Nhờ của đại nhân chỉ điểm, chúng ta căn cứ theo biện pháp ngài nói sau khi mà thu nhỏ phạm vi ngầm điều tra quả nhiên phát hiện một nơi nào đó ngoài thành có một chút vấn đề tôn đại nho nghiên cứu kinh nghĩa cả một đời mặc dù không có bằng thần văn nhưng ở một số phương diện còn có một vài kiến giải độc đáo hắn rời xa phố xá sầm quốc xây nhà ở ngoài thành người có thể tìm được hắn cũng coi như tốn nhiều sức lực đi thôi trữ bình cung kính thi lễ nói tôn nhi cáo lui chân của Bình Nhi. Nhìn Trữ Bình khập khiển rời đi, người đàn ông trung niên kia đứng bên cạnh Trữ Thái Phó thở dài. Đó là một cái mạng đó, một mạng người sống sờ sờ. Trữ Thái Phó nhìn Trữ Bình đi xa lắc đầu. Mà nó chỉ quỳ có bị thương tật một cái chân thôi, chỉ hy vọng có thể ghi nhớ cái lạc giáo quấn này, đừng có dẫm lên cái vết xe đổ. Trung niên nam tử gật đầu, nó những ngày này đã một lòng dốc lòng cầu học, đến nay đã có ý thức được sai lầm chính mình, có ý sửa đổ rồi. Hắn vừa dứt lời, có hạ nhân trữ gia đến báo, thô gia thôi thanh mình tới chờ Chương 891 Để bọn hắn tra Thái phó, tề quốc chủ động cầu hòa. Đây là chuyện may mắn chưa bao giờ có từ khai quốc đến nay, một khi mà dừng lại giao chiến cùng với tề quốc cảnh quốc ta có thể nhân cơ hội này khôi phục nguyên khí, phát triển lớn mạnh. Trưởng gia khắp khuôn mặt của Thôi Thanh Minh đều lộ vẻ kích động, bỗng nhiên chuyển thành sắc bén. Thế nhưng tặc tử kia rất tâm hại người, mê hoặc bệ hạ, ngay cả tầng tướng và trầm tướng, chư vị lão tướng, còn có rất nhiều trọng thần trong triều đều bị qua ngôn xảo ngữ khoáng che đậy. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, tổn thất của chúng ta khó có thể đánh giá trữ thái phó ngồi trên ghế sắc mặt bình tĩnh đợi cho thôi thanh minh nói xong ánh mắt nhìn về phía hắn từ tốn nói cả đời của lão chứng kiến cảnh quốc cùng với tề quốc ba lần cầu hòa kết quả thì sao thế đạo này vẫn là thế đạo này phía trước vĩnh diễn đang chiến tranh tề quốc lòng lan dạ thú vĩnh diễn sẽ không thỏa mãn thế nhưng mà người yếu từ trước đến nay không có tư cách bàn điều kiện cảnh quốc ân quán giữa Tề quốc không phải một minh ước nghị hòa là có thể giải quyết. Thế cục Tề quốc bây giờ hỗn loạn, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi, không cần nhúng tay. Huống chi một thái tử không có nhân tâm Tề quốc không đại biểu được cho Tề quốc. Nhưng nhưng việc này lão phù hiểu rõ trong lòng, ngươi không cần phải nhiều lời. Trữ thái phó bưng chén trà trên bàn, ý tiện khách rõ ràng. Thôi thanh minh nuốt xuống cái lời muốn nói, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy nói. Giảng bối cáo từ Hắn đi ra khỏi đường, trên đường trở về, thời điểm sắp ra khỏi cửa lớn của trữ gia, sau lưng có tiếng bước chân dội dàng truyền đến. Thôi huynh, thôi huynh. Một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh đuổi theo nói giới. Tâm tình của gia phụ những ngày gần đây không có tốt. Nếu mà nói cái gì quá phận, mong rằng Thôi Huynh đừng có để trong lòng nha làm sao lại thế chứ? Thôi Thanh Minh cười cười, Thái Phó đều là tính khí như thế, ta như thế nào không biết. Hôm nay bị Thái Phó điểm tỉnh một câu, có một số việc ta vẫn phải tinh tế suy nghĩ một phen. Trung niên nam tử thả lỏng trong lòng, như thế thì tốt. Cửa chính của trữ gia, Thôi Thanh Minh ngẩng đầu, nhìn tấm bản hiệu nước chi văn cốt. Sau đó khá lâu quay người bước lên xe ngựa tên sa phu đánh xe tựa sát người vào thành xe nhỏ giọng nói nhị gia hình như người trong nha môn đã tra được cái chỗ kia rồi thôi thanh minh nhíu mày nhanh như vậy sao người kia gật gật đầu hôm nay kinh đô huyện nha đã phái ra bộ khoái điều tra ngầm đã đến ngoài năm dặm chỗ kia sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tra ra được chúng ta phải nhanh một chút chuyển đi thôi thanh minh xốc rèm cửa sổ xe một lần nữa nhìn về hướng trữ già tựa người vào trong xe từ tốn nói bọn họ nguyện ý tra thì để cho bọn hắn tra đi đi kinh triệu dũng phủ xe hạ màn xuống nhỏ giọng thuộc hạ hiểu rõ bên ngoài kinh đô một cái chỗ thôn trang trước cửa thôn trữ bình khẽ khom người với lão giả tóc trắng xóa đối diện đa tạ tôn đại nho hôm nay được tôn đại nho chỉ điểm một phen trữ bình được lợi rất nhiều hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý mà. Thời của bọn lão gia quả chúng ta đã qua rồi, tương lai là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Lão già kia vuốt vuốt chòm râu bạc nói: "Thầy lão phu dẫn an thái phó đại nhân, ngày khác chắc chắn đến nhà để bái phỏng." Giảng bối xin cáo từ. Lão phu không có tiện xa được. Trữ Bình một đường đi tới cửa thôn đã có người chờ đợi ở đó một người trẻ tuổi ăn mặc qua lệ đưa tay chỉ chỉ xe ngựa bên cạnh cười nói. Trữ công tử mời. Một chỗ phía trên đồi cao ngoài thôn có một tên bộ khoái nằm sắp trong bụi cỏ thu hồi cái vật hình ống trước mắt nhăn mày Bọn họ ngày hôm nay một mực theo sau chiếc xe ngựa kia nhưng nhìn đánh dấu ở phía trên rõ ràng thuộc về gia tộc quyền quý nào đó trong kinh. Sự việc này có một chút khó giải quyết. Hắn quay đầu lại nhìn một hồi, thấp giọng nói với thuộc hạ các ngươi ở chỗ này nhìn chầm chầm ta trở về bẩm báo đại nhân cùng một thời gian kinh triệu dưỡng phủ tăng sĩ xuân đặt chén trà xuống nhìn thôi thanh minh nói ngươi không cần phải lo lắng cái nữ tử kia cáo sự vì phòng ngừa nàng làm càng ở bên ngoài ta đã nhốt nàng vào đại lao rồi chỉ cần tìm lý do có thể một mực nhốt xuống thôi thanh minh gật gật đầu lại nói sự việc ta mới vừa nói yên tâm ta cũng sẽ cho người nhìn chầm chầm ở đó sẽ không có hỏng việc đâu việc này rất quan trọng phải làm phiền tăng huynh tăng sĩ xuân nhìn hắn trịnh trọng nói tăng mổ làm việc thôi huynh yên tâm đi án bình bất động lý dịch do cái tờ giấy thành một đoàn ném vào trong hồ có một chút không quá hiểu rõ đối với bốn chữ tăng sĩ xuân đưa tới sứ đoàn của tây quốc vào kinh đây là một cơ hội thật tốt Rõ ràng không thể rõ ràng hơn Kích động dân ý Liên hợp quân thần bức thoái vị À không Phải nói là tạo áp lực cho bệ hạ Làm cho trọn vẹn Thâu gia và đồng đảng Cũng không khác gì nhiều Sẽ rất nhanh bị quét dọn xong Nhưng mà người khác bất động Hắn cũng không nên động trước Cứ như vậy Bốn chữ án binh bất động của tầng sĩ sung Có vẻ không đầu không đuôi Nói chuyện Nói một nữa mà một nửa này rất không minh bạch, rất là mong lung, thật sự làm cho người ta chán ghét. Công chúa Điện Hạ tiện tay ném một cục đá, tạo ra một đạo dấu vết thật dài trên mặt hồ, bay đến đối diện mới biến mất, thuận miệng hỏi, lần này bọn họ có thể nghĩ ra cái lý do gì? Lý dịch học nàng ném một cục đá, cái hòn đá kia đông một tiếng thì chìm xuống hồ. Không biết, hắn lắc đầu ngẫm lại, bỗng nhiên nói, nếu không chúng ta dứt khoát hung ác một chút lý minh châu nhìn hắn hỏi làm sao mà hung ác lý dịch chỉ chỉ mặt hồ đang dao động thừa dịp trời tối yên tĩnh đêm đen gió nhẹ phái cao thủ bắt thôi thanh trạch thôi thanh minh và mấy nhân vật trọng yếu nhất của thôi gia sau đó thì sao lý dịch ném một cục đá vào trong hồ lý minh châu nhìn mặt hồ tràn lên một đường gợn sóng hỏi Vậy nếu như trữ thái phó đứng ra phản đối Trên mặt hồ truyền tới một tiếng đồng Thôi quý phi sao Tất cả quan viên triều đình phản đối Tất cả mọi người trên thiên hạ phản đối sao Vậy coi như lý dịch lắc đầu Hai tay gối sào óc Nằm trên bãi cỏ thở dài Cứ như vậy cá trong hồ này về sau Không có cách nào ăn cái gì nữa Cho nên cái loại chuyện này gấp cũng không gấp được bên mình có chiếm đại nghĩa, chỉ có thể dựa vào đối phương tìm đường chết. Cái dạng rất là bị động này, không có dễ dàng, làm bằng hữu, làm đến phân lượng này gì nàng. Về sau, nếu không có trọng thưởng cho hắn, phong hắn một cái quan chức thật lớn chẳng hạn, thì sẽ không còn thiên lý. Lý Minh Châu biết hắn chỉ nói chuyện cười, học cái bộ dáng của hắn, gối hai tay sào óc, nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Giờ khắc này, tất cả mọi sự việc nặng nề giống như là mây xanh trên bầu trời triệt để xóa đi trong đầu óc của nàng. Cô Lý Dịch nghiêng người sang đang muốn mở miệng, cái miệng há ra một nửa, cả người giật mình tại chỗ. Nàng gối hai cái tay sau óc, nằm trên bãi cỏ, y phục trước người bị kéo căng, một đạo đường cong mê người nổi bật ra. Khoảng cách hai người rất gần, bởi vì thị giác, cái giờ khắc này lý dịch có một chút không phân rõ nàng và liễu nhị tiêu thư đến cùng ai thua ai thắng trong đình nghỉ mát trên hồ lý hiên thở dài một hơi hắn luôn cảm thấy lý dịch và lý minh châu trừ cái tình yêu nam nữ ra còn có việc gì mà hắn vẫn chưa biết được đáng tiếc hai người mỗi lần đều thề thốt phủ nhận hắn muốn moi từ miệng của bất kỳ người nào cũng không có được tin tức hữu dụng gì bên cạnh hắn ngạo kiều đưa hai tay nâng cằm ánh mắt nhìn qua cùng phương hướng nhắn cũng dằn dặt thở dài một hơi. Chương 892 Súc sinh Bành gia, bành gia làm sao? Nghe triệu bộ đầu nói xong, lưu quyện lệnh nhíu mày nói. Chỉ là một quyện nam nho nhỏ, làm ra sự tình lớn như vậy, hắn có thể chịu được sao? Triệu bộ đầu thử thăm dò. Cái kia, thuộc hạ, hiện là dẫn ngài đi bành gia. Chậm đã, lưu nguyện lệnh phất phất tài, trước không có dội trước khi không có chứng cớ xác thực không được đã thảo kinh xà quyền quý nhỏ cũng là quyền quý có tước vị trên người nếu thật là bành gia còn tốt đừng nói một quyền nam xem như là quốc công cũng chịu không được nhưng mà nếu như không phải vô duyên vô cớ mưu hại một quyền quý sự việc thật là có một chút phiền phức đó đàn lúc trong lòng quán đắn đo suy nghĩ chợt có nhà dịch đến báo người kinh triệu phủ nhà đến dương mắt nhìn thấy một tên quan viên cầm đầu lưu quyện lệnh tiến lên chấp tay một cái hàng đại nhân lưu đại nhân vị hàng đại nhân kia chấp tay đáp lễ liền đi thẳng vào vấn đề hỏi án nữ tử kia mất tích gần đây có tiến triển gì không lưu quyện lệnh nhìn hắn gật gật đầu nói thực ra có một ít tiến triển đã gần như có thể xác định những cô gái kia bị bắt cóc ở đâu như thế rất tốt. Trên mặt người kia lộ vẻ vui mừng nói, phía trên thúc giục gấp, áp lực rất lớn. Các ngươi nơi này đã tra ra được, lập tức hành động, sớp kết án, miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh ra thêm sự cố. Lưu Nguyện Lệnh nhíu nhíu mày nói, bật quá, cái việc này dính đến một quyện nam. Vì hàng đại nhân kia phất phất tay, quyện nam thì như thế nào, dù hắn là quyện công, Phạm phải cái tội lớn ngập trời cũng chạy không thoát được luật pháp đâu. Hắn quay đầu phất tay với một tên sai dịch. Về phủ điều thêm một số người tới. Hôm nay bản quan muốn để cho bọn hắn một tên đều trốn không thoát. Lưu Quyền lệnh thấy thế cũng không cần phải nhiều lời. Án này sớm kết. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hai nhà môn đồng thời hành động. Trận thế tự nhiên có thể dùng mấy từ trung trung điệp điệp để hình dung bộ khoái phủ phía trước, Quyện nhà ở phía sau nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Mọi người phân tán ra, không được tập hợp cùng một chỗ, dây quanh bốn phía bành gia. Hàng đại nhân nói, hôm nay một người cũng không có thả đi. Một người cầm đầu, phân phó một tiếng, mọi người nhất thờ giải tán. Một trang viên bên ngoài kinh đô, giữ cửa quệ quải đứng ở đó, câu được câu không tán gẫu. Người nói đi, người vừa đi vào là ai vậy để cho nhị công tử tự mình bầu tiếp chứ? Chọc ai mà biết được một người khác lắc đầu nói bất quá khẳng định là đại nhân vật nào đó ở trong thành người nói những đại nhân vật này làm sao mà lại cứ như vậy thì nói không chừng những đại nhân vật kia thích luận điệu này đều đã thử qua mọi chủng loại rồi khó tránh khỏi muốn nếm thử một số mới mẻ người nói có đúng hay không? Một người bên trái nói một câu, không nghe được bên phải trả lời. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một cây đao đã gác trên cổ của đối phương. Trên mặt lộ ra vẻ quảng sợ, đang muốn la lên. Trên cổ đã truyền đến một trận cảm giác rét lạnh. Đừng có nói chuyện, phía trước dẫn được. Một tiếng nói lạnh lùng gian lên, xung quanh xuất hiện cái tiếng bước chân ồn ào. Hai nhà môn vì điều tra trọng án lần này xúc động đến vài chục bộ khoái. Tuy là bành gia cũng có không ít hộ diện cùng hạ nhân nhưng mà nào dám phản kháng quan sai lại làm sao phản kháng trong một thời gian ngắn mọi người đã bị đuổi vào trong diện mấy cái tên bộ khoái tiến vào nội diện bỗng nhiên đá văng một cửa phòng nhìn thấy nữ tử bị trói trong phòng vết thương chồng chất trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ trước tiên cởi trói đi bộ khoái cầm đầu nói một câu lập tức có hai tên bộ khoái đi qua cởi ra dây thừng trên người của nữ tử kia dùng cái chăn phủ nàng lại. Trong phòng, nam tử đang trần truồng bị dọa cho đến ngay cả nói chuyện cũng không có lưu loát, âm thanh rung rẩy. Ngươi, 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 các ngươi làm cái gì? Bộ khoái dơ tay lấy cây roi bên cạnh, một roi quất vào trên mặt quán cả giận nói. Mặc đồ dao, mang hắn đi. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh, cái tiếng đạp cửa gian lên liên tiếp, mỗi cửa phòng bên trong viện đều gian lên. Trong góc, mấy cái tên bộ khoái đạp mở cửa phòng sau khi mà tràn vào nhìn thấy nam tử trong phòng kinh ngạc bật thốt trữ công tử làm sao lại là ngươi trữ bình quay lại nhìn xem dứt ngọn nến đang thiêu đốt cầm trong tay xuống mặt đất hờ hững liếc mắt nhìn cửa phòng bộ khoái kia biến sắc lập tức nói nhanh đóng cửa phòng lại vụ án nữ tử mất tích gần đây được kinh đô quan tâm rất cao rốt cuộc thành công được phá. Sau khi mà những cô gái kia bị bắt đi, bị bành gia bức làm kỹ nữ, chỉ vì thỏa mãn thú dục biến thái của một số người nào đó. Thời điểm nhà môn bộ khoái tìm tới bành gia, còn có không ít người làm chuyện cầm thú kia trong phòng. Bị bắt quả tan tại chỗ, đầu bị trùm khăn đen, nhét vào trong xe ngựa, vào kinh, báo nhà môn. Mà những nữ tử bị ngược đại kia lập tức được mang đến y thự nữ tử tiếp nhận trị liệu. Nhìn từng chiếc xe ngựa đi xa, một tên bộ khoái có một chút không cam lòng nói. Những ngày nay, chúng ta đã giấc giả dạ mệt nhọc. Kết quả công lao này thế mà bị phủ nhà lấy đi, dựa vào cái gì chứ? Thôi, bớt nhiều lời đi. Một người bên cạnh chọt chọt cánh tay của hắn nói. Mắt ngươi mù sao? Những người bị bắt ra vừa rồi đều không phải là người bình thường. Người cảm thấy đại nhân nhà chúng ta nguyện ý dây vào cái loại chuyện này sao? Người kia lúc này mới bị điểm tỉnh, vừa rồi đi vào mấy cái gian phòng, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Hiển nhiên một ít hoàng khố thường xuyên lộ mặt trong kinh đô. Thế lực sau lưng của những người này cộng lại thật sự khủng bố. Đại nhân nhà của mình hình như thật đắc tội không nổi đâu. Hắn nắm chặt đầu quyền, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Con bà nó trong lòng vẫn không thoải mái trữ gia giả tiệc đã bắt đầu trung niên nam tử nhìn sang vị trí trống chỗ phía dưới nghi ngờ nói kỳ quái sắc trời đã muộn rồi bình nhi hôm nay sao mà vẫn chưa về trữ thái phó từ tốn nói việc cần tôn trọng tu thân còn có rất nhiều chỗ đáng giá để học tập trở về chậm một chút cũng không sao trung niên nam tử gật gật đầu bình nhi những ngày nay thật sự khắc khổ hơn trước kia nhiều rồi vừa dứt lời có một tên hạ nhân dỗ dàng hấp tấp chạy vào quảng sợ nói lão già kinh triệu phủ nha gửi thư đến xảy ra đại sự rồi nam tử trung niên nhíu mày đến cùng phát sinh cái chuyện gì từ từ nói đi hạ nhân đưa một mảnh giấy nhỏ tới sau khi mà trung niên nam tử xem xong bỗng nhiên đứng bật dậy lật tung cái ghế bàn ăn cũng đã bị lắc động kịch liệt nước canh văng khắp nơi vô số đũa bát rơi xuống đất sắc mặt quán tái nhợt, nắm chặt cái tờ giấy kia, trong miệng lẩm bẩm. Nghịch tử mà, đúng là nghịch tử. Trữ thái phó chậm rãi đứng lên nhìn hắn mở miệng, đưa cho ta xem. Trung niên nam tử nắm chặt la thư, trên mặt hiện ra một tia do dự. Đưa cho ta. Trữ thái phó lặp lại một lần nữa, trung niên nam tử nghe vậy, đành phải cung kính đưa thư cho lão. Trữ thái phó tiếp nhận la thư, sau khi mà đọc dài dòng đầu, sắc mặt coi như bình tĩnh. Nhưng không bao lâu, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, siết chặt la thừ Trong mắt hiện ra tờ máu, chồm râu đang không ngừng run rẩy. Trung niên nam tử, dội dàng đi tới, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp lão lên tiếng. Phụ thân, phụ thân, ngài bớt giận đi, tuyệt đối không nên tức giận, hại cho sức khỏe. Súc sinh, tử tôn trữ gia ta, đời đời thanh minh, làm sao mà xuất hiện một tên xuất sinh như thế chứ? Sau khi một đạo âm thanh bi thương phát ra, trung niên nam tử lo lắng la to. Phụ thân, phụ thân, người đâu? Mau, tới đây, nhanh mời đại phu. Các bạn vừa nghe xong tập 135 Tiểu Thư Sinh Tiêu Giao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.